Ai dồi ôi, mày nhẹ cho mày ơi. Em nhẹ lắm rồi đấy. Mà nhá, làm như thế cho anh chừa. Em đã can anh rồi mà anh vẫn cố tình đi chơi. Để cho con lợn ở nhà nó đói, nó tụt huyết áp. May là nó không chết đấy nhá. Mà tại cái mặt mẹ, chả lấy cái gậy to to cho bộ bánh thì lấy cái roi bé tí vụt cái nào biết cái đấy. Ờ thì tại em tưởng là roi bé nó nhẹ hơn roi to. Nhẹ cái gì? Mày đúng là ngu, không biết học giỏi để làm gì nữa. Anh chửi em gì? Được rồi, em trả bốn số cho anh nữa. Ờ, này, tao nói để cho mày biết mày còn thế à, dỗi à? Này, chán thật đấy. 18 tuổi rồi, vẫn bị bố đẻ ra để oanh. Tuổi này đáng nhẽ ra là lấy được vợ rồi cơ. Bố trả cho mình tí sĩ diện nào cả. Ước gì á, bây giờ mình 30 tuổi, tự lo cho cuộc sống, rồi đi làm kiếm tiền, ở riêng ra, không bị bố quản thúc nữa. Thế nó mới sướng chứ. Biết bao giờ mình mới được ra ở riêng, không ở với bố nữa. Thảo à, anh đây. Anh Hiếu à, chiều nay anh có về dỗ mẹ không? Ôi thưa chết, anh quên không gọi. Hôm nay anh có lịch của một khách VIP đến nhà hàng. Bây giờ anh phải tiếp họ. Anh quên mất không báo với bố. Thôi được rồi, để cuối tháng anh về bù nhá. Xin lỗi bố giúp anh. Vâng. Thì có gì xong việc anh gọi lại nhá. Bây giờ anh đang bận lắm. Vâng. Được rồi. Thôi con ạ, anh nó bận thì thôi, để đến cuối tháng cũng được. Dạ vâng ạ. Xuống nhanh lên Quỳnh, không cô Tuyết ra bây giờ. Ê, mày nó, bao nhiêu năm nay, cô Tuyết phải ngủ đến 2 giờ mới dậy, việc cái gì? Thôi Quỳnh ơi, bọn mình cũng lớn hết rồi, con cái thì đòe hòe ra, đầu thì sắp 2 chiếc tóc đến nơi rồi, vẫn đi chỗ ổi. Cô Tuyết mà bắt được nhá, thì ê chè, con cái nó cười cho, thì nhục lắm, xuống đi. Mày có thích nói nhiều không? Cho một phát quả ổi u đầu bây giờ. Nói lắm. Xuống đi xuống. Đây. Ăn nào. Nể lắm mới ăn đấy nhá. Nhưng mà cô Tuyết mà bắt được, cậu phải tự chịu đấy. Mấy năm nay tu hành chính quả rồi, lâu lâu về thì mới ôn lại kỷ niệm thôi, chứ có phải là quân ăn trộm ăn cắp đâu mà. Đúng đấy. Thằng Hiếu nó về, mình hái mấy quả cho nó ăn chứ béo bở gì mấy quả ổi. Cho ta xin quả. Cả ngày bị vợ con nó chửi cho to đầu rồi, nốt cơm cũng không trôi. Đành chờ thằng Hiếu nó về, nó nấu cái gì ngon ngon cho ăn. Chỉ thế là nhanh đây. Đây, cho quả to nhá. Đâu. Ui. Ngon. 10 năm rồi mà cây ổi nhà cô Tuyết vẫn ngon nhỉ. Nhưng mà sao mãi vẫn chưa thấy anh em Hiếu Thảo ra nhở? Chắc là nó đang đi mua quà cho bọn mình đấy. Dạo này tao thấy nhá, quán ăn của nó làm ăn phát đạt lắm. Chắc là tao phải xin nó làm chân bảo vệ mới được. Thì cỡ bạn thân như bọn mình thì phải làm giám đốc quản lý chứ, làm bảo vệ thì làm gì. Thế mày gọi cho nó đi. Mất thời gian nhỉ. Đây, sao đây? Tao đây. Mày vẫn còn nấu ăn đấy à? Sao chưa về nữa? Bọn tao chờ mày ở gốc cây ổi nhà cô Tuyết này. Tao quên mất, tao không báo với chúng mày. Hôm nay nhà hàng tao có khách VIP nên tao không về được. Đây này. Đấy. Để cuối tháng tao về bù nhá. Cái thằng này. Mày coi bạn bè là trò đùa đấy à hả? Đã hẹn nhau là 3 năm gặp nhau một lần, hẹn thế rồi mà còn quên được. Mày chả ra làm sao cả, làm bọn tao thất vọng quá. Lần trước cũng bảo về mà cuối cùng có về đâu. Mấy năm rồi bọn mình chưa gặp nhau đấy. Mà công việc thì làm cả đời chứ bạn bè có mấy khi gặp nhau đâu. Mày coi tiền hơn cả bạn à? Tao biết là như vậy. Thế nhưng mà khách này quan trọng lắm, tao không bỏ được. Rồi thế thôi, mày bận công việc thì thôi nhá. Cứ lo công việc đi, bọn tao ở đây không có mày vẫn vui mà. Khổ quá cái con này, mày lại dỗi đấy à? Chịu, chả ai thèm dỗi với cái đứa thất hứa như mày. Anh Hiếu ơi, cho em thêm một đĩa bò bít tết nhá. Được rồi, được rồi.
Chờ tao một tí, tao đang bận nhé. Đấy, chúng mày thấy chưa? Từ ngày nó làm ông chủ một cái, nó có nhớ bọn mình là ai đâu. Lần nào đi họp nhóm cũng thế, không mất hút thì cũng chỉ đến được 2-3 phút rồi về, vì sợ quán mất khách, không có người làm. Trước khi tốt nghiệp nhá, nó cứ leo lẻo là không được quên nhau. Thế mà 10 năm rồi, nếu mà không có cái Facebook nhá, tao còn quên mặt nó luôn rồi ạ. Thôi, mỗi người một cách nghĩ. Nếu mà Hiếu cảm thấy tiền quan trọng hơn chúng ta, thì chúng ta phải tôn trọng cậu ấy chứ. Mà không có Hiếu, chúng ta vẫn là một nhóm cơ mà. Tao sẽ cạch cái bộ mặt nó. À, không biết cái Thảo đâu nhở? Ai gọi đấy? Thảo ấy. Alo. Alo anh Hùng ạ? Chị Tuyến với lại chị Quỳnh có ở đấy không anh? Có, bọn anh hái được nhiều ổi lắm, đang chờ mày ra đây. Hôm nay giỗ mẹ em, anh chị qua nhà em ăn cơm đi. Ôi tôi chết, anh chị quên mất, chờ tí anh chị tới luôn nhá. Chết, mải giỗ thằng Hiếu quên mất hôm nay giỗ mẹ nó. Sang đấy đi, đi. Bọn kia ăn cho ổi đúng không? Ui, chị đi. Ôi, tao biết ngay mà, 30 tuổi đầu rồi, vẫn không tha cho cái ổi nhà tao. Tao về bánh con chúng mày. Bác Đại ơi, lâu lắm cháu không gặp bác nhưng mà phải công nhận là bác vẫn trẻ trung phơi phới đấy bác ạ. Cái con bé này, còn bác thì thấy ấy, chúng mày 10 năm rồi ấy mà vẫn như ngày nào. Mà lâu rồi có còn chụp ổi với lại trêu chó nhà cô Tuyết không? Bác nói thế mất quan điểm, bọn cháu ngoan lắm ạ. Bác ạ, bọn cháu bây giờ là công dân tiêu biểu rồi. Ai lại đi làm được cái trò trẻ con đấy nữa. Con cháu nó biết, nó cười cho bác ạ. Chắc là anh chị muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa bố ạ. À đấy, lâu rồi mấy đứa không được gặp cô Tuyết với chú Tuân đúng không? Để bác gọi cô chú sang chơi nhá. Thôi, không cần đâu ạ. Đúng rồi đấy bác ạ. Đang bữa ăn thì gọi cô chú sang thì vẫn ngon. đúng ạ. Hay là mình ăn cơm đi bác nhỉ. Dạo này cái Thảo nấu ở lên tay ấy, xứng đáng có 10 người yêu đấy. Thôi, em không cần đâu ạ. Em chỉ cần có một thôi mà vẫn chưa có cái này. Kể ra mấy cái món này mà thằng Hiếu nấu á, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn đi nhỉ. À, anh Hiếu nhà em bận không về được ạ. Mà anh ấy hứa là cuối tháng sẽ về đấy. Mà đấy, Tết năm nào mấy đứa cũng sang nhà bác chơi. Số lần bác gặp mà mấy đứa còn nhiều hơn cả thằng Hiếu ấy. Bác ơi, dù Hiếu có bỏ rơi bọn cháu vẫn là bạn thân nhất của nó, vẫn sang thăm bác ạ. Đúng rồi bác ạ. Nếu mà sau này bác chia tài sản thì bác nhớ chia cả bọn cháu nữa nhé. Cháu ạ, tao là ba. Không, mày trường 2 rồi. Mà này anh chị ơi, lâu rồi chúng ta chưa có kiểu ảnh kỷ niệm nào, hay chúng ta chụp ảnh đi. Được, chụp luôn. À mọi người nhìn vào đây nha. 2, 3. Em mời anh. Cái nào mà tao đẹp đẹp nhưng mà đăng nhá. Quê ai người ấy đẹp. Thế ta thế cho tao chọn cái ảnh mà mày xấu nhất tao đăng. Được chưa? Thế thì tao cũng đăng cái ảnh xấu nhất của mày. Nè. Trông tao như thế vẫn đẹp hơn mày nhá. Mày. Thôi. Cứ gặp nhau lần nào là cãi nhau lần đấy. Lớn tướng cả rồi. Tại nó gây sự với tao trước đi chứ. Thôi. Up hình lên Facebook chưa tức Hiếu đi. Được.
dù đi đâu vẫn luôn nhớ về nhau, mãi yêu thương. Thảo à, anh đây. Ơ, anh bị ốm à? Sao mày biết? Thì em gọi cho anh không được, nên em gọi cho anh Nam ở quán ăn. Anh ấy bảo là anh bị trúng gió, anh có làm sao không? Anh không sao đâu, anh đỡ rồi, cứ yên tâm nhá. Yên tâm làm sao được, bị cảm là dễ chết lắm đấy. Nào, cái mồm. Thôi được rồi, em trêu thôi, mà lát nữa em lên thăm anh nhá. Anh không sao đâu. Cảm thông thường thôi mà, ngủ dậy là hết ngay. Đừng có nói với bố nhá. Ừ. Sao rồi con? Bố ơi, anh ấy bảo là anh ấy không sao đâu. Cái thằng Hiếu, nó là cái thằng tham công tiếc việc. Đến ngày giỗ mẹ, ngày lễ Tết nó còn không về được cơ mà. Bây giờ bị ốm, phải nằm ở nhà không đi làm được. Thì bố nghĩ không phải là ốm xoảng đâu. Thôi, con chuẩn bị đồ đạc đi, xong rồi bố con mình lên thăm nó. Dạ vâng ạ. Hiếu nó ốm sắp chết rồi hả bác? Ôi Hiếu ơi này Hiếu. Ô hay mấy cái đứa này, lấy đâu ra cái tin thằng Hiếu sao ốm sắp chết thế hả? Bác ơi, này cái Thảo nó gọi điện cho bọn cháu thế mà. Anh chị cứ bình tĩnh đã, anh Hiếu có ốm nhưng mà không nặng đến mức như vậy đâu ạ. Ô thế à, may quá. Thế mà cứ tưởng mất 10.000 hương vàng thăm nó. Tao đùa tí cho vui. Bác Đại ơi, bác định đi thăm thằng Hiếu đấy à? Cho bọn cháu đi với. Cũng được. Thế nhưng mà xin phép chồng chưa? Ôi giời, chồng cháu mà ý kiến cháu đấm cho tòe mỏi ạ. Con bé này. Thế thôi được rồi, thế đi. Đi ạ. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Hiếu. Ơ, Hiếu ơi. Mày làm sao đấy? Hiếu ơi! Anh Hiếu! Hiếu! Hiếu ơi! Ôi, con ơi! Hiếu ơi! Hiếu! Sao mày lạnh ngắt thế này? Khổ thân bạn tôi quá! Chết đơn độc lạnh lẽo trên đống tiền thế này! Vợ con thì không có! Hiếu ơi! Hiếu! Anh chị cứ bình tĩnh đã! Mình gọi cấp cứu đi! Anh Hiếu vẫn còn thở đây này! Vẫn còn thở? Mày thế? Thế thôi, mình báo công an đi. Được rồi. Mày hâm mà. Tao có sao đâu mà báo công an. Ôi, mày quá rồi. Ai, tắc thở. Anh Hiếu, anh ốm nặng thế này mà bảo là không sao à? Mà nhìn người anh gầy đi nhiều rồi đấy. Anh không sao thật. Hồi này anh đang giảm cân thôi. Bọn tao biết là mày sĩ diện, nhưng mà cẩn thận. Bệnh sĩ chết trước bệnh sida đấy. Có gì thì nói một câu bọn tao lên chăm mà. Mấy lần tao tất hứa với chúng mày, tao sợ chúng mày giận tao. Vì lại vào Facebook tao thấy chúng mày đăng ảnh, chúng mày bảo không có tao chúng mày vẫn vui. Thì tao biết tao chẳng còn quan trọng với chúng mày nữa rồi. Kể cả chúng tớ có giận cậu, nhưng mà bất kể ai trong nhóm xảy ra chuyện gì, chúng mình vẫn có nhau mà. Bọn tao giận mày thật đấy. Bao nhiêu năm qua mày lo kiếm tiền, mày chẳng coi trọng bạn bè gì cả.
Tao xin lỗi chúng mày. Chúng mày cũng phải thông cảm cho tao. Một mình tao trên này chạy vậy kiếm tiền, rồi mở cái quán đấy. Mỗi tháng cũng 80-90 triệu, vừa tiền thuê quán, vừa tiền trả cho nhân viên. Mở bắt ra đã mất gần 4 triệu rồi. Nên cho dù tao có ốm có đau thì tao vẫn phải cố. Tao không bỏ được. Chúng mày thông cảm cho tao. Làm ra tiền để tiêu, chứ không phải để chết đâu mà mày làm ghê thế. Trong nhóm 4 đứa mình, tao là cái thằng thất bại nhất. Giờ chúng mày cũng ổn định cả rồi, chỉ còn riêng tao là chưa có gì cả. Nên tao cũng không dám về gặp chúng mày. Giờ gần làng xóm, người ta xì xào. Bố tao ra ngoài cũng không dám nhìn mặt ai cả. Bọn mình là bạn của nhau, bọn tao không bao giờ nghĩ đến cái việc mà ai thành công hơn ai đâu. Chỉ có mày nghĩ vớ vẩn thôi. Bọn tớ tụ họp lúc nào cũng buồn vì thiếu cậu hết. Hình bọn tớ up lên Facebook vui vẻ như vậy thôi, nhưng mà thực ra cũng chỉ muốn trêu tức cậu. Cậu vì mưu sinh mà xa cách bạn bè như thế, bọn tớ cũng buồn lắm. Anh Hiếu, dù anh có thành công hay là không thì mọi người vẫn ở nhà chờ anh về mà. Ôi giời, khổ thân con tôi. Sau này nếu có vấn đề gì thì con phải chia sẻ với bố, chia sẻ với các bạn. Chúng ta là một gia đình mà. Bố, 10 năm qua con thất bại nhiều bố ạ. Cái quán con đang mở cũng là bố đi vay tiền cho con. Gia đình mình vì con mà nợ nần nhiều rồi. Bây giờ bố cũng có tuổi, vậy mà bố vẫn phải lo cho con. Con mà không cố gắng thì cái quán sẽ sập mất. Con sẽ cố kiếm thật nhiều tiền khi mà bố vẫn còn sống bố ạ. Hạnh phúc của bố là được nhìn thấy các con trưởng thành vui vẻ, chứ bố không muốn mình trở thành gánh nặng của các con. Đây, đây là số tiền mà bao năm qua con đã dành dụm để cho bố. Bây giờ bố gửi lại cho con. Bấy nhiêu đây có đủ để mua một ngày nghỉ của con không? Bố, về nhà đi con. Con về với bố, với em một ngày thôi, để bố với em được chăm con. Bố. Hiếu, về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Con mời bố ăn cơm. Con mời bố ăn cơm ạ. Anh Hiếu ơi, anh ăn thử đi, xem là tay nghề của em đã lên trình hay chưa. Xem nào. Còn non lắm em ạ. Mày phải lên trên quán anh ấy, anh dạy thêm nấu ăn cho, đảm bảo lên trình ngay. Thôi em không lên đấy đâu. Em mà lên thì ai ở nhà với bố? Với lại ở quê em lương thấp, thế nhưng mà ăn yên. Hiếu này, bố biết là con rất áp lực, thế nhưng mà cuộc sống nó ngắn lắm, con phải biết điều hòa, dành thời gian để con về thì gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ người thân đấy chứ. Dạ vâng, từ giờ con sẽ về nhà thường xuyên ạ. Thôi được rồi, ăn cơm đi các con. Hiếu ơi, Hiếu. Bà Đài ạ. Sao đây? Cái Quỳnh thấy cái mương ở làng có con cá chết to lắm, đi bắt không? Ôi thế à? Đi. Bố ơi, bố ở nhà ăn cơm bố nhá. Con với cái Thảo đi bắt con cá, tối làm bữa om dưa bố ạ. Ồ, thế cứ ăn xong đi rồi đi. Phải ra bắt ngay kiểu nó chạy mất. Thế được rồi, thế đi nhanh rồi về nhá. Dạ vâng, bố ăn đi bố nhá. Đi mày. Cảm ơn. Đi đi xem nào. Khi bọn này. Dù bọn tao ra đây thả diều, diều thì không thả, ngồi làm gì đấy. Thì có gió đâu mà thả diều. Với lại tao rủ chúng mày ra đây ngồi để ngắm nhìn sự bình yên của quê hương mà. Nhớ hả? Nhớ đi tháng nào cũng về đi, rồi anh em gặp nhau ở đây. Anh Hiếu nhà em còn mải kiếm tiền lắm, một năm về một lần còn khó cái kìa.
Lần này tao sẽ về quê hẳn. Cái gì? Thật không? Thật. Cái mồm mày điêu thuyền lắm, tao không tin. 10 năm trước ấy, tao chỉ muốn học xong thật nhanh để được ra ngoài đi làm kiếm tiền, tự bươn trải cuộc sống, rồi là không phải chịu sự quản túc của bố tao. Nhưng mà trong 10 năm đó, tao mới nhận ra rằng là không có gì vui vẻ bằng thời học sinh cả. Cũng không có điều gì hạnh phúc hơn khi mà được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đúng rồi đấy các anh chị ạ. Chẳng có điều gì vui vẻ bằng thời học sinh cả. Tự nhiên làm người lớn mệt quá. Tao cứ nghĩ kiếm được nhiều tiền là bố tao vui. Nhưng mà không phải. Niềm vui của bố tao ấy là được sống bên con cái. Tao sẽ về đây và bù đắp cho bố tao. Tao cũng muốn quay lại cái thời mà bọn mình sống vui vẻ bên nhau ấy. Anh Hiếu, thế còn quán ăn thì sao? Đó là tâm huyết của anh mà. Ừ, thì tâm huyết. Thế nhưng mà không sao. Bởi vì là bây giờ ở quê mình cũng phát triển mà. Tao về đây tao cũng mở một cái nhà hàng như thế. Giá cả bình dân hợp lý. Rồi là cách nhà chỉ vài cây số thôi. Đi đi về về, tiện chăm sóc bố. Được, tớ thấy ổn đấy. Cậu cứ mở đi, tớ sẽ mời tất cả mọi người ở công ty đến để ủng hộ cho cậu. Tao cũng thế. Tao sẽ bảo đám học sinh của tao đến ủng hộ cho mày. Cảm ơn chúng mày đã luôn bên cạnh và ủng hộ tao. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn á thì về nhà làm cá nướng đi. Được rồi, nhất trí luôn. Lão Hùng kia, chồng với con gì đi đâu mất mặt cả ngày. Hôm nay á, ông chết với tôi. Lão Hùng này. À, chết rồi, vợ tao. Ui, mày chết cha mày rồi. Hùng ơi, ui dồi ôi, ui dồi Anh chị ơi, có cần giải cứu anh cùng không? Kệ, nhà nó ngày nào chả thế, không sao đâu. Hiếu! Dạ. Ừ, bố. Ai ồ, đau quá. Sao 2 giờ rồi không đi học đi, vẫn còn nằm ngủ là thế nào? Đi học vậy ạ. Cái thằng này, con với chả cái, sắp thi cuối cấp đến nơi rồi mà mày vẫn lười học là thế nào? Sao lại cuối cấp? Tức là mình mưa à? Tôi chết rồi. Tiên sử cái thằng này. Mày có đi học không? Con đi vào đi học đấy ạ. Con rất yêu bố. Con vào đi học luôn ạ. Ôi, con với chả cái. Thằng này nó thế nào nhỉ?